Ý, ủa tớ cao rồi mấy ủa lon anh. Nó cơ cao. Là gì chứ? Phải làng, sáng ăn phải làng. Mình kêu chồng Nguyên làm hấp cái bánh này lại cho Nguyên ăn. Cái bánh này nè cả nhà. Bánh này giống như bánh ít vậy đó. Ăn ở trong nhân đậu xanh, nhân đậu đỏ đồ đó. Chứ có tên y xe sửa vào đều. Hả? Bơm chờ hồ băng này xưa y tiền à? À, phân ca hai kiểu rồi á. Trung ô rồi cái gì xưa phương trình á anh khởi gì đéo anh ơi hai giòn á chồng mới nói bịch mì tưởng đâu ít ai về nhiều quá anh ăn không hết nhưng Nguyên nói anh chừa lại cho em miếng để trưa nay em ăn chồng Nguyên làm mì trộn mà ổng làm kiểu của ổng là chặt lắc hả cả nhà đó ổng làm cho cả đống luôn mì trộn của chồng Nguyên là có rau có ớt chồng Nguyên làm ảnh làm lu bu lắm mà ổng làm cho ẹt à à cha phân cái gì bên đây trung hồ hồi xưa hồi cái gì đó bôi hoài rồi à, phân cho chi tan khỏi cho giờ ông hấp con cái mà ổ không đậy nước không lĩnh lãng này chè cho nước nha cả nhà đây là chè cho nước luôn rồi nóng lắm hồi chồng Nguyên lấy ấy ăn 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 thôi đổ tháo tùm lum nóng quá ta Nguyên ăn khoai lang với lại trứng gà thôi nha sáng ăn không được sớm quá nó hấp còn không đậy lại giống như là chè cho nước này nguội xíu ha đi xuống bên não rồi tôi xùi nhớ mọi người phải cây xùi cái miêu phải cây xùi miêu bay vừa đánh chân uống nước ấm quên chào cả nhà Nguyên xin chào cả nhà nha Nguyên xin chào cả nhà nha nhìn mặt là thấy ghét nhìn rồi bạn gái chắc rồi theo lệ tô mi tô nó chàng ê này tùng chứ hào ổng làm mì trộn lận mình không ăn thôi á chứ người khác ăn là chê liền á hồi bữa Nguyên làm cho ổng ăn á ăn ngon cái bữa nay y ra bắt trước mà bắt trước cũng chặt lắc sa tê men ăn cho men lo cha men không để ớt sa tế nè mì phan xà môn hả à? Cho phan nhiều mã dữ đang là treo trên mã dữ và đẹp hả rồi phan dữ
Ngon à? Ớt sa tế đi cục. Miếng nhỏ cả trên. Ông để ớt sa tế với lại dầu mè với lại hắc xì dầu nước màu á, nước màu chắc lát rồi. Ăn xíu xíu á. Chồng mình không có biết làm đâu. Mình khai tên Huy. Mình tư tỷ xưa tao quản. Khai tên đi vô sự dân rồi. Mình nói anh là mở tiệm mà anh ăn một mình luôn á. Dở. Khai tên khai nhà mèo lên tàu à. Không biết làm nữa nha. Chợ. Thì con khi chăn diễu kinh chăn diễu phải gì vậy? Phải kêu một con kinh giả bộ đi không? Nên kêu chồng anh để nước 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 màu á, à. Chuyện với lại nước tương là được rồi. Chồng không biết. Mình chọn nó hơi cay. Cay chứ không phải hơi. Ông ăn cay dữ lắm. Chẳng hơi xùy ở khẩn tao trên da thùng. Này á. Mô mô. Chẳng tao là chút chị yêu. Này sẽ khùng á. Ăn khùng á, em không có khùng, ok? Em còn ăn không còn. Thì ăn thứ không? À, làm. Không làm sạch, bị sạch nước, đau cổ họng. Đây, để cho cùng. Sáng sớm bị sạch nước, đau cổ họng chết. Một tối, ngủ á. Nhanh là Nguyên có bầu quá cả nhà. Ngủ á, lăn qua lộn lại á, cái bụng á, kiểu như nó chèn ép ở trong người mình á. Thở không có nổi. Tối mình ngủ mình ưa thở, thở khò khè nữa nha. Mà lăn qua một cái là thở hì hục giống như là đi đánh giặc mới gì vậy. Hai đêm mà tối ngủ lăn qua mình quay qua cái nhà cái bụng nó nặng á. Cái mình mệt á. Cái chồng Nguyên ổng nghe đi. Ông quay qua ông kêu cái gì vậy? Phải như ông kêu đàng hoàng mình không tức nửa đêm vậy ông như cái gì vậy mà mình, tối mình ngủ nóng nực á cái mình dở hai cái tay lên giống như là mình đang bay cái gì ma loại á. Nóng lắm có bầu á cơ thể mình nóng nực thôi nha. Ông vỗ ngay cái mắt của mình cái phạt. Cũng là trời ơi đau điếng luôn á. Không phải đau điếng mà kiểu như mình giật mình hết hồn. Nửa đêm Nguyên la làng lên luôn. Đau quá anh ơi. Hết hồn á nha. Rồi là thức tới sáng luôn ngủ không được luôn. Mà hai đêm mà đó, ông kêu hai đêm là thức hai đêm. Ông tưởng ông mình mớm thì đau bụng rồi là cũng lo học sư hồ đi lông tiền sơ lông dù vì đó cài hên nó khăn tao thì bà ba bụng bí áo sư chào sang rồi sao mô kia chơi mình nhìn chơi tôi gọi phân kiểu nó ngon mới mốt anh sẽ làm cho con anh ăn mình nói ăn mà làm cái nó nói ba ơi ba đừng làm đồ ăn sáng con không ăn đâu.
Sáng mà Nguyễn không biết ăn gì á, ăn giết mà sợ á, xà khoai lang trứng gà làm tới. Khoai lang với là trứng gà lạng tới tấp. Có bóng quay không mà cho nội. Em chuẩn bị quần à? Ừ. Dâu đây nè. Mình thích ăn màu vàng. Màu vàng nó ngon cả nhà. Cái màu tím á chồng cũng không biết nấu á. Ăn dời. Mình nấu khoai lang là mình để nước ít lắm. Nấu vừa chín là nước khô luôn. Của khoai lang nó ngọt. Giờ Nguyên cũng gần xanh rồi cả nhà, tháng 9 nè. Giờ tháng mấy rồi? Tháng 7, cuối tháng 7 rồi. Cũng được ba mấy tuần rồi. Đây dạ. 31 tuần rồi cả nhà. Còn tháng mấy nữa xong. Cho nên bây giờ bầu bì á, đi đâu rậm gì nặng nề khó chịu. Nằm á, nằm xuống á. Ở lăn ba không cũng là một hành trình lớn. Cũng là một cái kỷ lục của Nguyên. Nằm xuống á. Đây mình thở nổi mình đổi chiều quá cả nhà. Trời ơi nó nặng, nó mệt kinh khủng. Nhiều người ta có bầu xanh đâu ấy ha. Nãy thì nhưng có bầu một bé mà bé bự nữa chứ. Cái bụng của Nguyên bự. Ngộ ha, có bầu á thì người ta thường so bụng. Bụng bự, bụng nhỏ. Cái người ta đẻ con ra cái cũng so so con. Con bự, con nhỏ. Nguyên là Nguyên xanh à, có nhà Nguyên có ba đứa nít nè. Bên gia đình chồng Nguyên thế nào cũng so đo nữa. Em chồng Nguyên á có bầu á lên mười mấy ký luôn cả nhà. Mà em bé chỉ có hình như là 3 ký mấy quên ta, 3 ký 2 hay là 3 ký mấy quên à. Còn Nguyên á gần xanh rồi mà lên chỉ có hơn 7 kg, mà em bé bự hơn, bự hơn mấy đứa em chồng Nguyên. Nó thế nào xanh da mấy người đó cũng so, cái gì cũng nói được chứ. Bởi vì mình không thích à. Thôi đi đưa cuộc sống này cho nhau bà bạn kết thúc. Kết thúc rồi thôi. Kết thúc. À, anh đi làm. Anh đi làm, ông nói ông đi làm. Anh đi làm ở đây. Có quay không mà chớp nhá ngoài trời. Ông đi làm ở của mình Nguyên nha. À, thôi video của Nguyên cũng đến đây là kết thúc rồi cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà. Đã xem cũng một video của Nguyên. Đã xem cũng một cục video. Ông nói gì cả nhà đừng. Ông nói gì? Có hiểu đâu. Hiểu không ạ? Đúng không? Hiểu. Đã nó không hiểu không nói không heo. Trời sáng sớm gặp mặt ông chồng Nguyên là Nguyên mắc cừ à. Nửa đêm đi nhắc ma bà bầu. Giật mình la làng luôn nửa đêm ngủ không được. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ video của Nguyên nha. Bye bye.
Ngồi đi. Ăn ngủ.